Chào các bạn, trong video này thì tôi sẽ chỉ chia sẻ một cái mẹo nhỏ, một cái từ khóa liên quan đến cái việc bán hàng. Nó đã được chứng minh là có thể tăng lên tới 39% cái khả năng thành công trong các cái thương vụ chốt sale của các bạn, đặc biệt là với dịch vụ huấn luyện viên cá nhân. Các bạn có biết vì sao mà có rất nhiều khách hàng họ liên tục nói với các bạn là gì ạ? Giá đắt quá, tại sao giá PT lại đắt như vậy? Thậm chí còn có những khách hàng nói như này: này, một ngày đi làm việc của anh được có 300.000 một công thôi, mà thuê bọn em một tiếng đồng hồ mà anh đã phải trả đến 800.000, tại sao lại đắt như vậy? Thì thường xuyên đây là những cái vấn đề mà đau đầu nhất, mà khiến các bạn huấn luyện viên cá nhân phải đau đáu tìm cách để xử lý từ chối, hay làm sao để gia tăng được cái sự thuyết phục khách hàng trong cái công tác bán hàng của mình. Không sao, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một từ khóa mà nó có thể giúp các bạn là gì? Thêm hai cái từ này vào trong cái câu bán hàng ấy, nó có thể kích thích tâm lý của khách hàng là làm cho mọi thứ trở nên hợp lý hơn. Tất nhiên nó không phải là tất cả các bạn nhé, nó chỉ là một cái tiểu sản nhỏ thôi, là một cái chất gia vị để thêm vào trong cái công tác bán hàng, giúp cái việc bán hàng trở nên tốt hơn. Hai cái từ khóa này có tên là từ bởi vì. Nếu mà tiếng Anh thì nó chỉ là một từ thôi, because, đúng không ạ? Tôi không biết tôi đọc có chuẩn tiếng Anh hay không, nhưng nôm na là tiếng Anh thì một từ, còn tiếng Việt là bởi vì. Các bạn hãy đưa tất cả những cái lời tư vấn của các bạn trong cái kịch bản tư vấn thêm hai cái chữ bởi vì này vào. Tôi lấy ví dụ như sau: chị không thể nào mà giảm 20 cân trong một tháng được bởi vì ... Cái từ bởi vì đấy nó sẽ nhấn mạnh và nó làm cho khách hàng tập trung hơn và dễ hiểu hơn rằng là ta không nên làm cái việc này. Bởi trong thâm tâm của chúng ta đều thấy rằng là gì, mọi người đều đưa cái từ bởi vì vào để minh họa cho một điều gì đó, họ tin rằng nó là sự thật và nó tăng được cái sự thuyết phục khách hàng tốt hơn. Ví dụ như: chị không thể nào giảm 20 cân trong một tháng được bởi vì sức khỏe của chị không đáp ứng được, chị còn phải ăn kiêng, chị phải tập luyện và chị còn phải làm việc như vậy, ăn với một chế độ calo quá thấp như vậy thì rõ ràng chị không đủ được cái thể chất, cái tinh thần để mà làm việc, để mà tập luyện đâu, thậm chí nó còn lại ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Vì sao mà cái việc tăng cơ nó rất khó khăn? Bởi vì là tốc độ tăng cơ của chị nó còn phụ thuộc vào lượng hormone nam giới, testosterone, đúng không ạ? Hay là phụ thuộc vào cường độ tập luyện, kinh nghiệm tập luyện, tố chất thể thao, phương pháp huấn luyện, chế độ dinh dưỡng, vân vân. Thì tự dưng bạn sử dụng cái từ ngữ ấy nó sẽ trở nên hợp lý hơn. Tại sao mà lại giá của bên em nó đắt như vậy? Bởi vì thứ nhất là bên em thì có là một trung tâm duy nhất cam kết là miễn phí nếu như không có kết quả như khách hàng đã đưa ra thỏa thuận ban đầu. Bởi vì bên em là trung tâm được đào tạo bởi tổ chức, các huấn luyện viên đều được huấn luyện bởi Học viện Đào tạo PT Thực chiến, VPTA là học viện hàng đầu của Việt Nam. Bởi vì huấn luyện viên bên em đều là những huấn luyện viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Bởi vì em là một trong các huấn luyện viên có đã từng transform, thay đổi cơ thể thành công cho 50 khách hàng và tối thiểu đã giảm 10 cân cho một khách hàng. Đó là lý do tại sao mà giá bên em nó đắt. Tự dưng những cái lời nói như vậy thì làm cho cái việc giải thích những cái lý do cho khách hàng nó trở nên thuyết phục hơn. Do vậy là video này chỉ mang tính chất đưa cho các bạn một cái tip nhỏ trong cái công tác tư vấn, giải thích hay là nhấn mạnh những cái lý do để minh chứng cho một điều gì đó với khách hàng một cách dễ hơn thông qua hai chữ bởi vì. Do vậy, hãy thử áp dụng cái chiêu tư vấn bằng cách đưa hai chữ bởi vì vào trong cái kịch bản bán hàng của bạn. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát huy tác dụng khi kiến thức của bạn rất tốt, kỹ năng của các bạn rất tốt và các bạn tư vấn chăm sóc khách hàng cực kỳ nhiệt tình và chu đáo. Và ngoài ra bạn còn phải đẹp nữa, bạn còn phải nhiệt huyết, bạn phải chân thành nữa. Và chính sách bán hàng của công ty bạn phải thực sự tốt. Thì tổng hợp tất cả các yếu tố như vậy nó mới giúp các bạn bán hàng thành công. Và hai từ bởi vì nó chỉ là một chất xúc tác, một cái gia vị để thúc đẩy cảm xúc của khách hàng lên cao hơn mà thôi. Hy vọng chia sẻ ngắn của tôi sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cải thiện kết quả bán hàng của các bạn. Và hãy cùng chờ đón video tiếp theo. Rất nhiều những video hữu ích đang chờ đón các bạn ở trong thời gian sắp tới. Nó sẽ giúp các bạn có một cái góc nhìn hoàn toàn mới về kiến thức, kỹ năng bán hàng. Chúc các bạn thành công và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.